Mẹ chồng em á lúc đầu á là hơi khắc khẩu, có không có một cái ấn tượng không có tốt về nhau. Là bạn này rất là chảnh, mà em là có một người bạn dạng như kiểu là hơi bd vậy á. Thích bạn này lắm, kêu là dứa nha. Có thằng này nó đẹp trai lắm, mày ra mày coi mặt giùm tao. Là lúc đó là kiểu là mình ghét, nhưng mà mình giống như mình cố ý mình cua để tỏ ghét luôn đó. Em đó không? Đúng. Nội hỏi là kiểu hay ủa Tài sinh năm 9 tuổi con gì? Cái em hiệp lệ miệng nó dạ Tài tuổi con dê. Tôi nói không, nó phải tuổi dê đâu, nó tuổi gà đó. Không có nội, không có đâu. Tài tuổi dê, Tài tuổi con không à. Cái bà nội mới nói là không, nó tuổi gà. Cái mình mới dằn xuống rồi nó xạo, chỉ có thằng này nó xạo thôi. Cái nói ngày tháng nó sinh năm 9. Cái gì? Mẹ là mẹ ơi. Tại vì ba em nhỏ hơn mẹ em 2 tuổi. Em tên là Lan Tài, năm nay em 26 tuổi. Nghề nghiệp của em là chụp hình với lại làm thẩm mỹ. Dạ còn em là Đinh Thị Huỳnh Như, 28 tuổi và em làm giám đốc công ty của mỹ phẩm. Tài với Như là hai bạn quen nhau như thế nào? Dạ vợ chồng em á lúc đầu á là hơi khắc khẩu, có không có một cái ấn tượng không có tốt về nhau. Là bạn này rất là chảnh, mà em là có một người bạn dạng như kiểu là hơi bd vậy đó. Thích bạn này lắm, kêu là dứa như có thằng này nó đẹp trai lắm, mày ra mày coi mặt giùm tao. Là ảnh rồi là cho ảnh nha, chứ không phải là dành cho mình nha. Cái ra ảnh kêu đây nhìn đi, cái anh này anh chảnh lắm mà anh lại kiểu không thích con cái kiểu khác phái như vậy. Cái ra anh ngước mặt lên trời nè, trong đó nhục mặt mà chưa, tình cờ bạn đó vào quán kế bên nhà em ăn thì giống như là cũng đụng mặt nhau thôi. Thì mình nghĩ là bạn này đã chảnh từ xưa rồi nên mình không bao giờ nhìn mặt. Ai ngờ anh ấy lại thích mình, ảnh lại để ý, lúc đó ảnh chia tay bạn gái anh lại để ý. Thế tại sao em đã thích bạn này từ lúc nào mà để sau khi mà em chia tay với bạn gái thì em lại quyết định đến để mà không, cái lúc đó là chia tay chưa? Lúc đó là đã chia tay bạn gái rồi. Thì đó em mới tìm hiểu. Em cũng có đi chơi với lại bạn của em ở bên kế bên cái nhà hàng của bạn này, là bán giống như quán cơm ăn bình thường. Ăn mấy ngày sau bắt đầu mới thấy là chiều nay bắt đầu khoảng chừng giờ 6 giờ mấy tới 7 giờ là gặp cô này ở trong quán, giống như là vô cái sổ sách gì đó, xong cái đi vòng qua bên này đi mua shop quần áo ở kế bên hai căn. Thì ủa mà sao kỳ vậy ta? Có phải là không biết là mình thích cổ, biết là mình thích cổ hay là sao mà cứ chiều là cứ đi mua đồ hoài, lạng qua lạng lại hoài thôi, mua đồ hoài, mình thì ăn cơm hoài. Bây giờ mình mới thấy, mình nói nhỏ này hồi xưa mình ghét, mà bây giờ cái nó sao thấy nó dễ thương quá vậy ta. Là lúc đó là kiểu là mình ghét, nhưng mà mình giống như mình cố ý mình cua để cỏ ghét luôn. Là đó em đó không? Đúng rồi, sau đó mới hẹn đi ăn. Thì bạn này á là nhà em là bán quán đêm, bán tới 4 giờ sáng lận. Thì bạn này cũng hẹn em là đi sáng anh sẽ qua rước em và đi ăn với em. Nó ok, cứ đúng giờ sáng, 4 giờ sáng lại đi thì được. Mà em biết chắc chắn là không ai thức được tới giờ đó hết. Thì sáng đó cái hả ảnh cũng ngủ, ảnh im re luôn. Em về em ngủ luôn tới 10 giờ sáng. Anh giật mình, anh dậy nói trời sao em không nhắn tin cho anh, gọi thôi anh nói thôi gọi gì để em ngủ. Là anh tức lắm rồi, nó là con nhỏ này nó quá chảnh đi. Cái anh cũng tức. Cái xong tối đó anh hẹn nữa, anh mới hẹn là tối này 4 giờ sáng anh sẽ qua em. Em nói ok thì cứ qua được thì cứ đi. Cái xong rồi ảnh mới đúng 4 giờ sáng ảnh có mặt trước cửa tiệm. Thì lúc đó mới là lần đầu tiên đi ăn. Chiều ngày hôm đó trước khi em đi làm là ảnh qua ảnh đón đi vòng vòng chơi, đi ăn đi uống này đó. Là lúc đó tụi em mới là tìm hiểu nhau. Nói chung là câu chuyện của các bạn nó bắt nguồn từ ghét nhau, chảnh anh chảnh chị, 49 gặp 50 đó, chảnh anh chảnh chị. Ủa Tài, em năm nay là 20 mấy? 26. 26, bạn này nhỏ hơn em 2 tuổi. Mà em kể anh nghe, lúc mà mới quen lại nhà em, mẹ em nói trời cái ơi. Ấn tượng đầu tiên mà giống như là em lên đón bạn này cái bữa sau, mà nói là bữa sau mà sau cái bữa em ngủ á, thì em tí như cái quán ở đây thì em đứng ở ngay đầu đường thôi. Thầm cái mới gọi là em ơi anh tới rồi mà anh đứng ở ngoài đầu đường này nè. Nên nói thôi anh chạy vô đây đón em luôn đi. Thì mình mới chạy vô, thì vừa chạy vô cái cũng không có biết là gặp mẹ của bạn ấy nữa. Cái bạn ấy đi về không, cái mẹ bạn ấy nói mày nói trời Như sao mày quen ai mà nhìn Nikolai nhìn nhỏ hơn mày nữa vậy Như. Cái mình cũng hỏi ủa anh sinh năm mấy, mình cũng phải đính chính lại giùm. Cái đó là sinh năm 91, bằng tuổi mà. Cái mình cũng nói có mẹ ơi bằng tuổi mà, tại vì mặt nó trẻ thôi. Thì mình nghĩ là như vậy. Lúc mà giấu con 3 năm trời, em cũng hơi dị đoan, hay đi cowboy cũng xin nói là sinh năm 91 rồi làm bách bo, ảnh cũng giấu. Ảnh cũng giấu cái bách bo của anh đi và làm thi bằng lái xe, nói chung là giấu tất cả thông tin luôn. Có đợt về nhà nội của Tài chơi thì bà nội thì hơi là kiểu lớn tuổi rồi, nhưng mà bà nội rất là minh mẫn. Bà nội hỏi là kiểu hay ủa Tài sinh năm 9 tuổi con gì? Cái em hiệm lẹ miệng nó dạ Tài tuổi con dê.
Tôi nói không, nó không phải tuổi dê đâu, nó tuổi gà đó. Không có đâu nội, nó không có đâu. Tài tuổi dê, tài tụi mình của con mà. Cái bà nội mới nói là không, nó tuổi gà. Cái mình mới dằn xuống mà nó nói xạo, chỉ có thằng này nó xạo thôi, chứ không thể nào là nó xạo được. Cái mình cũng im, mình lên là có ổng đó mà anh cũng cười cười, anh im im im, anh đơ đơ đơ. Em đi xuống dưới, em đi xuống phòng dưới đất á, em mới mở, em lục cái chứng minh dân ra, em cầm lên, em quăng. Kỳ gì, sinh năm 93 là sao? Kỳ vậy, nó có gì đâu mình phải giấu vậy. Đúng không, cũng gần cưới rồi. Cái lúc mà ngày tụi em cưới nha, mẹ mới hỏi là coi nó ngày mấy tháng mấy để đi coi ngày. Dạ xin cái nói ngày tháng, nó sinh năm 93. Cái gì, nó sinh năm 93, em nói sinh năm 93. Cái mẹ nói cái gì, nó sinh năm 93 là nhỏ mày 2 tuổi rồi hả? Đúng rồi, nó nhỏ 2 tuổi. Mà đó là mẹ ơi. Tại vì ba em cũng nhỏ hơn mẹ em 2 tuổi. À. Mẹ không có thích cái chuyện đó, nó tái hiện lại với cái thế hệ sau. Nhưng mà rồi nó cũng dính à. Nghe nè, hai tụi em quen nhau rất là vui. Dạ. Ô, nhìn trẻ trung như thế này chắc đâu bao giờ giận hờn nhau đúng không? Có chứ, cũng có tụi em á là. Em bị giận nhiều đúng không này? Cũng có, hai đứa em cũng gây lộn với lại giận nhau. Mà mỗi lần giận nhau thì ai là kẹo trên? Bà này là kẹo trên. Bạn này là nóng tính với lại cái miệng lớn lớn, cho nên mỗi lần mà gây lộn á là em tìm cách nào cho nó đừng có nói nữa rồi. Mà lần nào bịt cái miệng vô thì hồi đó là không biết là có thương em hay không nữa, mà lần nào cắn vô cũng chả máu thì xịt mỡ hết ở đây rồi tới đây rồi ở đây. Mà xịt mỡ nữa thấy ghê. Mình đang nói mà đưa cái tay vô mà anh biết sức đàn ông mà nó siết mình vậy nè. Trời ơi, em hả đang nóng mà đưa tay vô em cắn một cái phịch một cái, em nói anh máu mỡ gì mà nó lôi ra. Mỗi lần nó đánh bạn này về, bạn này có việc nhà đúng không, là má mi gọi, má mi cứ là hiền, má mi giàu em cứ là hiền. Nó hả mỗi lần lúc mà cưới cũng vậy, nó như ơi đừng hiếp Tài nha, Tài nó hiền lắm, tội nghiệp lắm, đừng đánh Tài nha Như. Dạ bác ơi, bác coi xong bác cũng thấy được con dâu bác rất hiền. Nhưng mà thời gian đầu thôi, lúc đó hả mình giữ bao nhiêu, mình ác bao nhiêu, đến bây giờ là mình phải trả lại, bây giờ là phải chiều lại hết tất cả những cái giống như là biết bao nhiêu cái lỗi lầm của mình ngày xưa mình đánh ảnh, là bây giờ mình phải chiều lại. Sợ ảnh ăn không được, sợ ảnh ngủ không được, sợ ảnh không vui, nói chung là chiều cảm xúc của ảnh nhiều lắm. Rồi hai em lấy nhau là bao lâu? Dạ tụi em cưới nhau được khoảng 1 năm 1 tháng rồi. Bây giờ cho phép em, đây là hôm nay là nhân cơ hội này, em được quyền kể xấu vợ mình, không sao đâu. Cô em có tật xấu gì không? Đã có cái là nóng tính với lại hay ghen. Thì trong máy điện thoại của em lúc đó thì giống như là có hình với lại mấy người bạn gái cũ mà cũng có đủ mà, luôn á anh. Có đủ mà không, có đủ không, hình có bạn gái cũ luôn. Xong mới hỏi là vậy thôi anh còn ai nữa không, anh kể em nghe hết luôn đi. Cái gì thôi bỏ, thôi xóa luôn đi. Cái mình cũng tưởng thiệt, cái mình cũng kể ra thêm 1-2 người nữa. Trời ơi, cái biết thêm một người nào là sau đó nghe xong hết đúng không, bắt đầu nghe xong hết bắt đầu chửi xối xả luôn. Mày phải xóa hết hình trong điện thoại với lại trong máy tính của mày nha, tao không muốn thấy một cái hình nào mà của mấy nhỏ này trong máy nữa nha. Sao bây giờ xóa chưa? Xóa từ dạo rồi. Yeah. Xóa rồi hả? Em còn tật xấu nữa. Tật xấu mà nhất của vợ em á, nó là hậu đậu với lại đụng vô cái đâu là đổ bể đó. Giống như mà đi ăn với bạn bè hay là cái gì đi thì giống như đồ ăn lên hay cái gì đó, hay là nước tương nước đồ gì đó, là cái là bình thường không sao nha, cái bạn vợ mà đụng vô cái là đổ nước tương, hay là vô trong bar đi lớp ngồi chơi cái ly rượu nó đã không sao, cái đụng vô cái là bể liền. Thôi đưa cái tật xấu với chồng đi. Chồng em có cái rất là ghiền game. Một ngày mà chồng em không bấm điện thoại là chồng em có thể chết. Có một cái đợt nào á, bạn ấy thích một cái game gì đó, là mỗi lần đang đi công việc hay là đúng cái giờ đó, trong một tiếng phải có 5 phút 10 phút bạn nó phải bấm game, là đang đi là đúng giờ đó là phải đứng lại bấm game. Ừ. Dù bất cứ ở đâu. Bây giờ giữa mê game với mê gái thì tất em nhiên, cho chọn cái nào? Thì tất nhiên phải mê game rồi. Được cái từ cái lúc mà lấy em tới giờ thì bạn ấy không có một cái lỗi lầm nào với em về chuyện những bạn gái mới, gái cũ gì đó, không có lỗi lầm hết, được chỉ được cái gì thôi. Em nói là cái bất cứ cái gì anh chơi cũng được, chỉ có cái chuyện đó là em sẽ không bao giờ bỏ qua, không tha thứ. Còn bất cứ chơi game hay quất gì thì em giận thôi chứ em cũng sẽ bỏ qua thôi. Rồi bây giờ mong muốn thay đổi điều gì? Tài mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em muốn vợ giống như là bớt nóng tính lại thôi. Vợ em chỉ có cái mà nóng tính là nó sẽ giống như là con người thứ hai xuất hiện ra vậy đó. Có thể là do vợ em cung sư tử cho nên khó kiềm cái tính nữa. Nóng chồng em cung dễ thương lắm, cung song ngư. Trời. Song ngư cung yếu đuối. Chồng em là chồng cung yếu đuối. Đúng còn rồi, em phải hỗ trợ qua lại chứ, rồi, bù trừ hỗ trợ. Còn Như. Dạ. Như mong muốn Tài thay đổi điều gì? Thì em bây giờ hiện tại thì em thấy những cái em mong muốn thì Tài cũng đang thực hiện được. Có nghĩa là bớt chơi game lại, với lại bạn ấy giờ là biết sắp xếp được là công việc, sau đó là cho em đi chơi, sau đó bạn mới chơi game thôi. Còn ngoài ra thì dạo này thì em cảm thấy nó cải thiện tốt rồi. Thực ra với cái bản tánh, với cái
với cái người mà có cái gọi là nãy em nói là cái cung gì đó, cung sư tử, cung sư tử, với lại cái khí chất của người ta nó là như thế rồi, thì cái việc mà để cho Như sửa chữa cái việc mà nóng tính đó, thì nó phải nói là nó rất là khó luôn. Thì thành ra là bây giờ còn trẻ thì mình còn ví như mình những cái lúc mà chẳng hạn như cơn mà mình dằn được á, hoặc là mình lên cơn đó mình nắm mình lướt được, chứ mốt mình lớn tuổi đó mà những lúc như vậy á, là huyết áp liền, hoặc là những cái bệnh lý mà về sinh học của mình á, là nó sẽ làm cho cái sức khỏe hoặc là ảnh hưởng liền. Chỉ mong là tụi em sẽ tìm được một cái giải pháp trong cái tính cách của vợ em, đúng không? Dạ. Để chắc chắn là sẽ được thôi, đúng không? Dạ. Em còn rất trẻ. Hello. Là em nói tiếng Việt được. Trời ơi, con ném xíu nữa tôi xả một tràng tiếng Tây rồi đó. Nếu chị Dân mà không giảng là tôi nói tiếng Anh không á. Mà tôi nói tiếng Anh là chương trình này mệt nghe, là phải chạy phụ đề dưới. Mà anh thì vẫn phải nói rõ vì ngày xưa thì em học ở miền Bắc. Và giọng của anh là không phải là miền Bắc. Vì vậy thì phải nói rõ cho em hiểu. Chào bạn mình tên là Quốc Thịnh, còn bạn tên gì? Tên là Nam. Nam. Em cái gì, cái gì Nam em? Tên thật của em bằng tiếng Séc là Ondra. Nhưng mà ở miền Bắc thì người ta rất là khó nói cái đó và gọi em là ông già. Và em đi mới 32 tuổi thì chưa già lắm thì chọn tên là Nam để dễ nói. Công việc của Nam? Em bây giờ làm phiên dịch và cũng thỉnh thoảng thì dạy tiếng Séc hay là tiếng Anh. Và chủ yếu bây giờ làm về du lịch. Thì từ tháng 4 đến bây giờ thì không có quá nhiều việc, thì phải ở nhà và phải lo con, lo vợ. Và vợ thì có kinh doanh riêng, cũng phải có thời gian để đi làm. Rồi có nghĩa là đây là ông bố bỉm sữa đó, đúng không? Siêu bố rồi. Nam qua Việt Nam là bao lâu rồi? Bắt đầu học tiếng Việt cách đây khoảng 8 năm. Nhưng mà sống ở Việt Nam mới khoảng 1 năm rưỡi. Ngày xưa thì sống ở Hà Nội khoảng 1 năm. Bây giờ thì sống ở Sài Gòn khoảng 2 năm rồi. Tại sao Nam lại thích học tiếng Việt? Em là người Cộng hòa Séc, ở đó có nhiều người Việt Nam. Và ngày xưa thì có một hàng xóm là một cặp Việt Nam. Lúc đó thì Nam khoảng 17 tuổi. Và vợ đó thì rất là xinh. Thì em đã suy nghĩ là nếu nước Việt Nam có phụ nữ xinh như vậy thì chắc chắn nên học tiếng Việt và qua đó và lấy vợ ở đó. Trời ơi! Mới có 7 tuổi thôi đó. Và tôi nghĩ rằng là khi mà cái chương trình này phát, tôi nghĩ là đàn ông trên toàn thế giới sẽ về Việt Nam lấy gái Việt Nam rất là nhiều. Và bởi vì gái Việt Nam chúng tôi đẹp rất là nhiều. Rồi, xin phép em. Tại vì quá bất ngờ với sự xuất hiện của Nam, cho nên là nãy giờ cứ giao lưu với Nam không, mà là chưa giao lưu với em. Bây giờ chào em, mời em giới thiệu về mình. Em tên là Mai. Em đang làm thiết kế thời trang. Và em đang có thương hiệu riêng của mình rồi. Thiết kế thời trang hay gì mà một cái đầm rất là đẹp. Cái này thực tế là kỷ niệm em muốn lưu lại để cả đời. Vì cái hình này là cái hình mà Nam làm khi tán em. Nam làm khi? Tán em. Khi tán tỉnh em đó hả? Có nghĩa là lúc đấy thì do Nam phải đi về nước. Thay vì cứ nhắn tin cho vợ hay là gọi điện thoại thì Nam thì hàng ngày đều vẽ hình như thế này và gửi cho em. Nếu em không ngại anh mời em có thể đứng lên gì mà. Anh ấy làm một cái đầm rất là ấn tượng và rất có ý nghĩa. Nhưng mà ai cũng tưởng là em vẽ cái đó khi em khoảng 4 tuổi. Nhưng mà thực ra em hơn 30 tuổi khi vẽ cái đó. Không, nhưng mà thực ra nhìn Nam á, là trẻ hơn so với tuổi. Thường là người phương vì Tây không á, không uống rượu, không hút thuốc lá, nói chung là không làm gì hư thì chắc chắn là sẽ có vẻ trẻ. Và không ăn thịt nữa. Và không ăn thịt nữa. Không ăn thịt. Nói chung là cuộc sống của em rất là chán rồi nhưng mà vẫn trông trẻ thì được. Nam và Mai gặp nhau trong trường hợp nào và lần đầu tiên gặp nhau thì như thế nào, kể cho anh nghe. Lần đầu tiên gặp nhau là ở Sài Gòn cách đây 2 năm ở quận 7, tự nhiên đi uống sinh tố và gặp nhau. Mai thì đi xe cúp 50 rất là cũ nhưng mà vẽ lên cây đó rất là đẹp và cũng không có trang điểm gì hết và quần áo thì cũng rất là bình dân bình thường. Và em thì thích cái đó, em không thích những phụ nữ thích mặc sang trọng.
Và chính vì vậy thì đã suy nghĩ là ở Việt Nam và phụ nữ như vậy thì chắc là sẽ rất là thú vị, thì nên tán và cưới luôn. Tán và cưới luôn. Lần đầu tiên ông gặp người ta mà suy nghĩ là tán và cưới luôn. Nhưng mà khi mà em quyết định về Việt Nam để mà em tìm một cô gái như cái em mong muốn á, thì Mai có phải là người phụ nữ đầu tiên? Dạ, không. Trước Mai em... Trước đó thì em đã học tiếng Việt ở trường đại học xã hội nhân văn ở Hà Nội. Thì ai cũng nói là bây giờ thì em đang học tiếng Việt thì phải bắt buộc phải ăn thịt chó và đi tán gái Việt Nam. Thì ai cũng nói như vậy thì em đi theo ý kiến của họ. Thì em ăn thịt chó. Nhưng mà bây giờ không ăn thịt chó nữa vì sợ kiếp sau sẽ sinh ra những con giun thì không muốn cái đó nữa. Đó, mấy người ăn thịt chó nghe đi nha. Nhưng mà thì ăn thịt chó ở đó và cũng thử tán gái Việt Nam ở đó. Nhưng mà ở miền Bắc thì nói chung là ai cũng xinh nhưng mà hơi dữ. Vì ở đây có Hà Đông thì có nhiều sư tử, ở Sài Gòn không có Hà Đông thì không có sư tử. Quá dữ. Ừ, nhưng mà sao lúc mà em tán mấy cô gái Hà Nội, sao em không lấy vợ Hà Nội? Hay chính là lúc đó thì vẫn trẻ và một lần thì bị bỏ. Sau đó thì quyết định là không tán người Việt, con gái Việt Nam nữa. Nhưng mà tự nhiên thì vào miền Nam và nhận ra là phụ nữ miền Nam thì dễ thương hơn nhiều, và lấy vợ miền Nam thì chắc là Em có biết được cái việc là trước khi mà ảnh quen em là ảnh cũng đã từng tán mấy cô ngoài Bắc không? Có chứ. Và anh ấy thì có một kỷ niệm rất là vui, bởi vì anh ấy được gọi là Tây nước mắm. Cái gì? Tây nước mắm à? Tây nước mắm. Vì anh ấy bị bạn gái đầu tiên đổ nước mắm lên đầu. À, thiệt không? Vì chia tay rồi và sau đó thì gặp nhau với bạn gái mới thì chắc là ghen tị một chút. À, là bị đánh ghen đó phải không? Dạ. Nước mắm thì ngon mà thì không sao. Nhưng mà khi mà em gặp Mai á, là em quyết định em thay đổi cái suy nghĩ là em lại tiếp tục quen với lại lấy con gái Việt Nam nữa. Lý do vì sao? Vì vợ rất là độc lập, gọi là hạnh phúc nữa, nhưng mà không biết. Trời ơi. Và nói chung là em thì cố gắng giúp ở nhà, ví dụ là dọn dẹp một chút, nấu ăn, lo con. Nhưng mà cái đó thì ở bên Tây, nếu không làm cái đó thì sẽ bị phê bình, sẽ bị chửi. Nhưng mà ở đây không làm là chuyện bình thường, nhưng mà khi làm ở đây thì sẽ được vợ khen, và cái đó rất là tốt. Vì em thì quen làm việc ở nhà, vì ngày xưa có bạn gái Tây, nếu không làm thì bạn gái sẽ khó chịu và cuối cùng thì sẽ bỏ. Em nè, lúc mà em gặp chồng á, em có cảm thấy yêu liền không? Thì mới ban đầu em gặp, lúc đó thì em vẫn chưa nghĩ là hai đứa sẽ đi sâu hơn và kết hôn. Thì em chỉ nghĩ là ồ, anh này mà làm chồng mình được thì hay nhỉ. Tại vì hài hước quá và lúc nào em cũng cười, và sau đó thì em nói là hay quá, thì em muốn cưới người này luôn. Tức là sau cái bữa mà gặp nhau ở quán sinh tố, là ảnh chủ động qua, ảnh nói chuyện với em. Nói chuyện là hai người là bắt đầu sau đó là có liên lạc với nhau và đi chơi với nhau đúng không? Dạ, nhắn tin, anh ấy cứ nhắn những cái tin cực kỳ buồn cười. Ví dụ? Anh ấy sử dụng những cái thành ngữ hoặc là những cái câu của Việt Nam rất là chuyên nghiệp. Ví dụ giống như là buồn như con chuồn chuồn hoặc là dạng như vậy. Chê em vào rất là nhiều những cái đó, và khi em đọc đến là rất là ngạc nhiên, là em cảm thấy nó rất là thân thuộc. Như là mình đang nói chuyện với một người Việt thật sự, mà người Việt hài hước. Bởi vì nó vừa có cái gì đó ngây thơ mà nó vừa có gì đó rất là hay. Thì sau đó thì em cứ nhắn tin rồi cứ cười. Cái em làm việc chung với em ấy, thì em ấy nói sao chị suốt ngày giống bà điên mà cứ cười như vậy. Thì lúc đó là dấu hiệu tốt. Thì em nghĩ là thôi không đi tìm chồng gì nữa hết á, thì chồng đây rồi. Nhưng mà ai chủ động đề nghị làm đám cưới? Thì tự nhiên thì nam nói là bọn mình cưới nhau đi. Thì em nói cũng hay, cưới đi. Bao lâu? Tụi em đã cưới nhau được bao lâu rồi? Cũng 1.5 năm. Như vậy cái chuyện tình yêu quá đẹp như vậy, chắc là sau khi lấy nhau rồi là chắc cũng không có gì phàn nàn đâu ha. Chắc là cũng không có tật xấu đâu. Cười suốt ngày. Cười suốt ngày. Nhưng mà ý chị Vân muốn hỏi là
có một cái sự thay đổi gì ở Nam không? Em không bị cái gì bất ngờ hết, mà chỉ có những cái tính tốt thì em không nghĩ đến, thì em bị bất ngờ bởi những cái đó thôi. Thì coi như Nam không hề có tính xấu nào hết. Loại tính tốt ra. Ôi trời. Dạ đúng rồi. Chắc phải thay đổi format quá. Trước khi cưới thì Nam không có loại cái tính là biết nấu ăn rất là ngon ra, mà chỉ có loại cái là làm bánh rất là ngon. Nhưng mà đến khi bây giờ khi mà có con thì hàng ngày buổi sáng Nam thường hay hỏi em là mai muốn ăn gì. Và xong sau đó thì ví dụ như chả cá Lã Vọng thì anh ấy tự đi xuống dưới chợ và làm một cái rệt về, làm một cách chuyên nghiệp, bày ra đẹp cực kỳ và phục vụ. Wow. Mà Nam kể chuyện đi chợ coi, ví dụ như đi chợ Nam có dễ bị ăn hiếp không? Tức là bị nói... Không, thì bây giờ đi nhiều và ai cũng biết Nam rồi, và biết là nói tiếng Việt rồi, và biết là nếu chém thì em sẽ đi chỗ khác và không mua của cô ấy nữa thì... Mà Nam... Chúng là... Nhưng mà Nam có trả giá không? Bây giờ thì ở đây không lấy thách nữa. Ngày xưa ở Hà Nội thì bị nhiều như thế. Phải mặc cả nhiều, và ví dụ là mua qua một cô 10 ngày và mỗi ngày thì phải mặc cả hết. Nhưng mà ở đây thì không, thì làm khách quen rồi và bình thường thì được giá tốt hơn vợ luôn. Đồ! Thôi nhưng mà có hẹn nói chuyện với các bà bán cá, dạ. Với mấy chị bán rau, mấy nói chuyện với họ nhiều nhưng mà họ chơi bậy hơi nhiều. Rồi bình thường thì là ở nhà Nam chắc có lẽ là Nam chăm sóc em bé nhiều. Dạ, thì có hai ca, nhà ca đêm là của Mai và ca buổi sáng là của em. Thì từ khoảng 5 giờ 5 rưỡi thì em dạy và em cho con bố em đi chơi với con và lo con đến 10 giờ cho vợ ngủ được. Và vậy là cả hai đều không mệt lắm. Đúng rồi. Vậy là em cho con bú sữa mẹ hả? Dạ em bé bú hoàn toàn là sữa mẹ. Vậy hay quá. Sau đó thì em bé bú cả đêm với em, và xong sau đó thì trước khi đi ngủ lại thì em vắt sữa ra cho Nam. Mà Nam em có thấy vợ em cái ngoại hình á có thay đổi nhiều từ trước khi sanh, sau khi sanh có thay đổi nhiều đúng không? Đúng rồi, giống như là tại sao lấy vợ châu Á và không lấy vợ Tây? Về phụ nữ Tây thì sau khi sinh thì béo lên nhiều, và phụ nữ châu Á bình thường thì đến 55 tuổi thì vẫn rất là xinh và vẫn rất là gầy. Thì như vậy là cơ thể của Mai thì gần như là không thay đổi, và bây giờ người ta gần như là không biết là Mai mới sanh con. Hey, đây là lần đầu tiên em làm cha, thì những cái gọi là chăm sóc cho con mình, ví dụ như là hay bỉm cho em bé thì em có sợ không? Nói chung là trước khi có em bé thì sợ vì là thay tã. Nhưng mà sau khi có em bé thì nhận ra là cái đó không thối lắm, nhà không bệnh lắm. Thì nói chung là chắc là sau khi em bé bắt đầu ăn như là bún đậu mắm tôm thì chắc là sẽ thối lắm. Bây giờ vẫn chưa. Con em là con trai con gái? Con gái. Thường thì người Việt Nam á là thấy trẻ con người ta rất là thích, nghĩa là tới nựng mà thậm chí tới bồng. Dạ. Em thì em có ngại không? Nhưng mà em thì một phần thì thích cái này, vì ở bên Tây thì những mẹ Tây thì hơi gớm, nhưng không cho chồng chơi với con. Nhưng mà ở đây thì ngược lại, thì em bé thì sẽ được tiếp xúc với nhiều người thì không sợ lạ nhiều. Nhưng mà thỉnh thoảng thì những bà già ở chợ Tây qua họ rất là bẩn nha, là mổ cá hay là mổ lợn thì đến và không nói gì hết và cứ làm như thế vào má của con thì hơi vô duyên thật. Những cái đó thì mất vệ sinh. Thì em phải nói là đừng chạm vào mặt của con tôi gì đó như thế, vì cái đó không thích. Vì nếu hỏi trước hay là chỉ là vẫy tay gì đó thì cái đó không sao. Nhưng mà thật ra nếu mà nói mà để mà mình ngăn ngừa đó thì nó lại rất là khó cho bản thân mình. Là bởi vì người Việt Nam và nhất là những người lớn tuổi, người ta lại thích thể hiện cái tình cảm của mình dành cho trẻ con. Nhưng mà mặt khác thì ví dụ là em bé thì có ở đây và ai đó đó thì tự nhiên chăm sóc nó, và em rất là thích cái đó, vì ở bên Tây cái đó rất là phức tạp. Hồi nãy thì anh có hỏi tật xấu của Nam thì Mai nói là không có. Thế thì bây giờ anh hỏi ngược là Nam, Mai có tính xấu? Nói chung là cũng ít. Ít có nghĩa là có. Dạ, nhưng mà nói chung là thỉnh thoảng thì có cái vấn đề là giận lên thì sau đó đi trốn và ra khỏi nhà luôn. Và cái đó thì hơi bất tiện, vì trong thời gian đó thì em cứ suy nghĩ là thì em đã làm gì sai, hay là tại sao là vợ không nói chuyện với em.
Và nếu vợ nói lời trực tiếp có vấn đề gì thì có thể giải quyết. Và sau đó thì mất nhiều thời gian trước khi giải quyết cái vấn đề đó. Tức là hay giận đúng không? Giận thì không nói giận. Vì khi em biết là giận thì mất khôn, và em thì chắc là sẽ mất khôn, cho nên là khi giận thì em đi ra ngoài suy nghĩ và cố gắng suy nghĩ tích cực về cái gì mà anh ấy đã làm, thì tự nhiên nó hiểu hơn và bắt đầu là nghĩ là mình làm gì sai, và sau đó thì quay lại. Nhưng mà quay lại thì vẫn giả vờ giận giận, nhưng mà khi quay lại thì chồng thì lại tự nhiên thấy đi dọn dẹp nhà cửa. Qua sau em nói trời ơi dễ thương thế, và sau đó thì không chịu nổi nữa và nói chuyện với nhau. Thế bây giờ Nam mong muốn Mai cần thay đổi điều gì? Này chính là nếu thay đổi cái đó được thì quá sướng, nhưng mà như thế là quá lý tưởng rồi, thì không có gì xấu hết thì cũng hơi chán nha. Cái đó là bình thường mà. Quá thật lòng. Là ở bên Tây thì người ta nói là đàn ông làm cái gì sai thì phụ nữ giận thì đàn ông xin lỗi, và phụ nữ làm cái gì sai thì đàn ông giận, sau đó phụ nữ giận và đàn ông phải xin lỗi lại. Thì như vậy là hơi bất công, nhưng mà cái đó là nếu sinh ra như đàn ông thì quá sướng rồi, vì không cần đẻ con nhỉ. Và vẫn là cuộc sống của đàn ông thì dễ hơn phụ nữ nhiều, thì ít nhất là đàn ông nên chấp nhận cái này và chịu cái đó. Qua cái câu chuyện của vợ chồng mà Nam với Mai á, tôi rất muốn là cái số này á, nếu như quý vị khán giả nào xem và share ra trên Facebook, trên mạng cá nhân của mình, để cho cái sự lan tỏa nó rộng, để mà những người đàn ông Việt Nam á, nên có những cái suy nghĩ như Nam lúc nào cũng cảm thấy rằng, cho dù rõ ràng là Mai ở trong một cái gia đình với sự thương yêu của người chồng như thế này, nhưng mà bạn Nam vẫn còn cảm thấy là cái người phụ nữ vẫn còn bị thiệt thòi quá nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì phải sanh con nè, phải nuôi con nè. Đó thì tôi rất là xúc động với cái tình cảm và cái suy nghĩ như cái nhìn của Nam đối với phụ nữ nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng. Thì với cái gia đình của hai bạn này thì cũng chỉ biết là chúc hai bạn sẽ hạnh phúc hoài, và rất cảm ơn cái tình cảm của Nam đã dành cho chương trình cũng như là dành cho tất cả những người phụ nữ Việt Nam, và cho Mai, cho người vợ của Nam. Chà, hai gương mặt giống nhau quá. Đó, bởi vậy. Gương mặt phu thê nè. Phu thê. Từ lúc sống chung lại cũng nói là phu thê luôn à. Trời, cái đôi mắt này lạ lắm nghe. Hiếm có cặp vợ chồng nào mà có một cái đôi mắt mà giống nhau như vậy luôn á. Đâu có giống đâu. Đâu chị, cái mặt này giống nhau vậy? Không. Điều là dấu gì ta? Dấu ớ. Không phải. Đây nè, ớ nè. Đó, đó. Không giống lắm, anh nói thiệt. Mà có ai nói là hai vợ chồng giống nhau không? Dạ có. Lúc có cũng nhiều lắm, nhiều người nó giống. Tức là nhìn tổng thể là giống nhau. Dạ. Nhưng mà phân ra từng nét á, thì cho có cái lỗ mũi giống nhau thôi. Không có. Em lại thấy đôi mắt cũng giống nữa nè. Không, đôi mắt của cô này bé mà. Đôi mắt thì nó tròn xoe mà. Nhưng mà cái kết cấu là nó đều vĩnh. Nó đều đó là nó giống như cái dấu này. Dấu gì không biết nè hả? Dạ. Dấu nào? Dấu gì? Dấu gì nè, chứ không phải dấu ớt. Cái này là cái nón. Không, bây giờ em hỏi chị nè. Trong trời tự nhiên bí quá. Có cái dấu nào mà nó quẹt qua vậy không? Thì nó là dấu ớ, còn cái này nó là dấu á. Dấu á. Dấu á ngược á. Còn cái này dấu ớ. Cái này dấu á ngược á. Là ân á. Ân á, rồi ăn á, hiểu không? Cái này là ân. Chắc ăn giống nhau. Ăn rồi chị à. Không, bởi vì em mới nói là ăn. Ăn à này. Ừ. Thì này là ăn này. Thì đứa hỏi nè, ăn hay là ờ hay là ân? Ờ, nhưng mà là nó không mệt quá thôi, đẹp mệt quá, nói nghe là giới thiệu tên em mới được. Dạ. Dạ, em xin chào MC Quốc Thượng, chào chị Hồng Vân, em chào xin chào khán giả. Em tên là Thành. Em làm công việc của em là vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam. Dạ. Ở đâu? Ở đâu? Em vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam. À, từ Trung Quốc về Nam. Thành là Thành là anh ấy. Dạ, em sống ở Sài Gòn. Em nay 93, 30 rồi. À, 30. Dạ. Thành vận chuyển đồ, vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam. Rồi. Dạ. Em mời vợ Thành. Dạ, chào cô chú, chào khán giả. Em tên là Thư. Năm nay cũng 93. Dạ. 93 tuổi. Năm nay 93 tuổi. Năm nay cũng 93 tuổi. 93. Dạ. À. Làm công việc gì? Dạ em bán quần áo. Quần áo. Dạ. Cha vậy là bên này nhập quần áo từ bên đúng kia. Đúng rồi, do bên này bán. Bán lại. Ừ. Dạ thì lúc đầu liên quan vậy đó, lúc đầu là thường như vậy đó. Nhưng mà bây giờ sao? Vậy. Dạ. Bây giờ sao? Ai cũng nói vậy. Thì bây giờ là như vậy luôn. Câu chuyện nó quen nhau thì nó lại mắc cười lắm. Là ngày 28 Tết thì em đi quýnh bài. Em quýnh bài em ăn hết sòng bài luôn. Trong đó có vợ em. Chủ nhà là mời quýnh bài em ăn hết sòng bài luôn. À. Cái mời vợ em đi ăn, tụi mình ăn bài mà cái mời hết mọi người đi ăn, không phải đi hết. Thì có vợ em và
đứa em gái nữa đi ăn. Đi ăn sao? Ăn ra ngoài nói chuyện. Không ai chịu đi ăn. Không ai đi hết, chỉ có hai người đi thôi. Chỉ có hai chị em bé này đi. Mà em ăn hết cái sòng bài luôn. Nó cay cú quá. Quá mà. Ăn không còn một đồng bạc mà. Nên là tôi phải ăn lại cho coi như là ngập mặt đó. Ủa, nhưng mà sao lại có thể còn tâm trạng để đi ăn vậy Thân? Tại vì lần đầu tiên là hồi đó giờ cũng đâu có đi đánh bài mà không biết đánh bài luôn. Cái lần đầu tiên đi vô đó, nhà chị đó rủ vô chơi đánh bài xì dách. Cái vô cái anh này chạy là sao, cái nẹt bô nữa, chạy xe chiếc SH mà cứ nẹt 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 gì nè. Cái em lại em thấy trẻ trâu rồi, em biết sủ nhi rồi, em cũng không thèm để ý nữa. Xong cứ ăn, cứ đánh bài ăn gom hết. Cái nhỏ em cay quá, nói là giờ đi ăn cho bỏ ghét chứ ăn hết rồi. Dạ. Đó, đi ăn chưa? Có ba người. Cái tâm trạng y chang, y như là tôi nói, một đứa ăn bài, một đứa ăn đồ ăn. Đó. Ăn qua. Nhưng mà sao lúc mà đi ăn có ăn cho bỏ ghét không? Dạ, ăn quá thì ăn luôn, kêu vô kêu phở, kêu chén tái hột gà, kêu đủ thứ hết trơn. Như trong tiệm phở có gì là kêu hết. Và như vậy là nhìn thấy cái nước ăn của cổ mà coi như là thấy ấn tượng đúng mà không? em đói gần chết luôn mà em giữ nét. Mình đói muốn chết, lẽ mình vô mình kêu ăn này nọ, thôi anh đói anh ăn rồi, anh kêu miếng kêu chén tái thôi, anh no quá về quốc trên tô mì, thêm tô mì mới chịu nổi. Không lẽ mình mới gặp mình sơ sơ sao gặp đó. Em ăn xấu lắm. Cái thôi nè anh no rồi, anh kêu chén tái ăn à. Mình giữ kẻ giữ nét mà. Nhưng mà trong lúc ăn thì có nói chuyện có. Thăm hỏi gì về nhau không? Có nói chuyện thăm hỏi, em ở đâu thì cũng sống Sài Gòn. À, gặp nhau đánh bài thì ở quê đâu tự nhiên cũng ở chung cái thành phố Mỹ Tho mà mình không biết cũng đồng trang lứa 93 luôn mà đâu biết đâu. Sao mà về quê cái cuốn bài gặp cùng sống Sài Gòn, hẹn lên Sài Gòn gặp nhau sau đó bắt đầu có những cơ hội gặp nhau mà ở Sài Gòn làm mới quen dễ thương. Trời em chấm từ lúc cuốn bài rồi, từ lúc đã nói nhỏ chấm nhỏ mới không dám ăn đó, mặc dù là đói thấy bà nội đó. Đầu tiên là em vô sao cái chỗ gần bạn gái em là ngồi kín rồi, em đâu ngồi được. Em đứng em tia rồi, thấy rồi trong bàn này tia rồi. Em thấy bạn em vừa thua cái em nhảy vô liền. Nhảy vô chơi rồi xong bắt đầu em vợ em ăn cái em gom tiền giùm. Rồi chung giùm này nọ luôn. Rồi ăn hết xong bài luôn. Mà cả đời em cuốn bài không bao giờ ăn. Duy nhất một bữa là em ăn. Vậy đó à? Tại có thiệt. Không phải. Cả đời trắng nè. Không phải hai đứa này đi trái quy luật. Người ta là đen bạc đỏ tình. Đỏ tình đen bạc đúng không? Nó đỏ tình. Nó trái luôn. Nó đỏ tình đỏ bạc luôn. Đỏ bạc đỏ tình luôn ha. Xong lúc đó em chỉ thấy là trẻ trâu, em thấy sủ nhi rồi em cay nữa. Nên em mới đòi đi ăn thôi chứ không có nghĩ cái gì dạng như kiểu. Ủa, như là bây giờ không mình. Nghĩ thì cô cũng đã là vợ người ta rồi. Cô bây giờ cô đâu có chối bỏ được cái chuyện đó. Thôi thì bây giờ nói đến cái chuyện mà sau khi mà dính rồi đi, đúng không? Sau khi mà cua nhau rồi, cái buổi đi chơi đầu tiên đâu, kể nghe coi nó ra làm sao. Anh kể ra. Sau cái bữa ăn phở đó. Sao bữa buổi đi chơi đó. Không cái bắt đầu hẹn lên Sài Gòn là sau khi yêu nhau đó em. Không thì hỏi luôn đi, bây giờ sao vụ ông phở tới lúc mà yêu nhau đó là khoảng cách là bao lâu? Nhẹ nó về chắc phải tuần sau rồi thì đó tuần đó thì tôi kể rồi. Cái bữa đầu tiên đi chơi đó, ngày đầu thì tụi em hẹn nhau đi ăn đi uống mà tôi nói lạ, có biết nhau đâu mà nói chuyện nó hợp gì mà nó hợp không thể nói luôn. Nói hoài nó quỷ nó tới không. Sáng luôn. Bây giờ vậy nè, thôi để cô vợ cũng kể thì cái chi tiết nè, là lúc đó là sao? Dạ thì đi ăn, rủ đi ăn là giống như là em thì em thích là ăn, nhưng mà thành phố thì em cũng ít đi vòng vòng á. Ảnh thì ảnh nói là hả, đi anh là biết hết chỗ này chỗ kia luôn, anh chở em đi từ quận nhất mà qua tới quận Tân Bình, rồi qua hết các chỗ các địa điểm luôn, xong ăn đủ thứ chỗ chút đi tới sáng, mà bữa đó đi chắc tới 3 giờ sáng luôn. Cứ nói hoài giống như là hai đứa quen từ đời kiếp nào á. Nói chuyện gì cũng kể cho nhau nghe hết vậy á. Không hiểu sao luôn, sau cái em mới nói ủa sao mà dễ thông quá ta, sao dễ kể với lại anh này quá vậy, sao mà nói chuyện thoải mái từ muốn kể gì kể á. Rồi anh cũng dễ chịu nữa, xong cái về cái cũng suy nghĩ vậy đó, là bữa đó đi chắc tới 3 giờ sáng. Ủa nhưng mà cái lúc nói chuyện nói về vấn đề gì, có nói về vấn đề kinh doanh được không? Không đâu, dạ nói chuyện lan man đủ thứ trên trời. Mà không hiểu nó hợp cái gì mà hợp khủng khiếp mà luôn. Mà bây giờ cũng chả nhớ nói cái gì đâu em. Quên ơi, nói rồi. Cái gì thấy cũng hay hết trơn trọi đó. Thiệt là nó khiến nó đến. Ừ đó chứ. Úi trời anh ơi con kiến nó bò kìa. Chị cũng dễ vui thương đó. Quá em á. Trời ơi chứ. Hiểu không? Yêu nhau chừng 5 năm. Không nghĩa là yêu nhau chừng 5 năm, lấy nhau chừng 5 năm. Con kiến nó bò kìa. Con kiến nó bò kìa, anh kệ nó đi. Kệ nó đi. Nó nổi nhiều kìa. Quan tâm làm khỉ gì. Thì bây giờ là như vậy luôn á. Phải không? Đúng là người ta giống như người ta nói là cái đó là lúc mới yêu. Rồi sao nè? Không, nhưng mà hỏi nè, hai đứa bộ đi chơi và đi ăn thôi chứ không có cái gì hết mà làm gì tới 3 giờ sáng. Tôi chạy vòng vòng hết Sài Gòn luôn. Chắc chạy hết chắc 100 nghìn tiền xăng quá.
Chắc đó. Ngoài trăm cây số chạy hoài không ngưng, cứ nói hoài đâu có chỗ đâu tấp. Bây giờ cứ chạy hoài, cứ nói hoài, giờ không lẽ mình đi về vui quá rồi. Cứ đi cứ chạy hoài chạy mày sửa chuyện luôn, buồn ngủ quá. Chà, chắc đi từ Bình Tân qua Bình Thạnh rồi xuống Bình Hòa. Dạ đúng rồi. Rồi sao nữa? Rồi qua ngày hôm sau có đi chơi nữa không hay làm gì nữa? Đi tiếp, tôi nói là cứ được bữa xong là nó dính hoài. Lại nói nữa. Nhau luôn, nói hoài chuyện đâu nói không hết. Rồi nhưng mà cái ngày thứ hai nó có khác cái ngày trước đó cái gì không? Có động tay động chân gì không? Ngày thứ hai bắt đầu đi ăn. Cái bắt đầu tới ngày thứ ba cũng là đi ăn bên nhà ông anh. Tới ngày thứ tư sao chuyện gì xảy ra? Ăn với thằng bạn ở đầu nhậu, ở đầu vợ không biết nhậu, em thì cũng đi gặp khách hàng nhậu thường, nhậu xong cũng say men men cứ chạy đi về, mà cũng chạy vòng hoài đó. Nói, chạy em vòng nghĩa chạy em vòng không chạy. Giống như là dạ, cái kể. Nhà em là ở ngay cái nhà em mướn là ở ngay quận nhất rồi, mà anh cứ chạy vòng hoài là gần nhà mà sao không về mà cứ chạy vòng hoài. Cái em mới bực mình quá, cái em mới nói rồi, em cũng nói trong bụng rồi. Cái em nói, thôi vậy thôi anh nếu mà anh thấy về không được, thôi tắp vô khách sạn ngủ đi chứ khỏi về. Là em rủ vô khách sạn ngủ luôn. Là ngày thứ tư đó luôn. Dạ. Quen lâu ghê luôn, dạ, quen lâu. Mẹ nó chủ động nói luôn hả? Dạ. Tại vì nó đi vòng vòng hoài. Mệt mắt mệt thiệt. Gặp em uống có mấy ly mà em chóng mặt quá, em đói nữa rồi. Mà cứ cha lại cứ chạy vòng hoài không trở về nhà. Rồi em nghe cái câu đó làm sao? Nói cái cảm giác của em lúc đó em còn nhớ không? Trời ơi, nó chết đi, tỉnh liền, đang xỉn là tỉnh liền. Ôi liền, gấp lắm rồi, bây giờ không kiếm nữa, thấy vừa thấy lũi vô luôn. Lũi luôn. Trời ơi trời, khách sạn quân dứt 1 triệu mấy một đêm đau lòng luôn trời. Dạ bao nhiêu cũng được. Trời trời, 10 triệu cũng ngủ. Bây giờ ok cái là thấy lấy bên ta trái thấy rồi lũi thẳng liền. Lũi vô. Không kiếm gì nữa mất công lâu, chịu nổi. Lũi liền, không hỏi giá luôn. Qua sáng sao tính chuyện. Triệu mấy? Má ơi, trời ơi cái gì thấy ghê thiệt. Quân dứt giận đạo. Nhưng mà bữa đó lời mà. Cũng lời, tiền không quan trọng, tiền không quan trọng. Em nói hay vợ chồng em mà từ ngày quen cứ nó tốc độ thấy khủng khiếp lắm. Trước đó nói chung là cái duyên hay sao á. Trước đó cũng quen bạn gái cũng là 5-6 năm, cũng là vợ chồng rồi. Rồi bắt đầu cũng chia tay, vài tháng vô tình dập với em. Gặp xong quen, gần tháng sau cầu hôn rồi cưới luôn. Ủa vậy đó hả? Chơi tốc độ hơn chữ luôn mà. Tức là vậy? Không đợi luôn. Tức là... Trời ơi! Rõn vẹn trong vòng 4 tuần đó. 4 ngày đã là của nhau. Rồi sau đó là 1 tháng sau là cầu hôn. Tháng hơn. Tháng hơn là cầu hôn. Rồi chừng nào cưới luôn không? Dịch. Tính dạ, cưới rồi nhưng mà dịch. Ngay đúc dịch. Không là nó cưới được. Rồi xong dạ. Là qua dịch rồi cưới. Dạ. Vậy là cũng phải mất dạ, cả 1 năm. Ổn. Dạ. Thì tụi em cũng chơi tốc độ là nữa. Là cưới năm á. Wow. Tụi em bắt đầu là tính cưới rồi. Nhưng mà là tính cuối năm mà dịch, nghĩ tới dịch cưới được không? Cái đầu hai đứa thấy năm sau tuổi Sửu hợp tuổi Dậu. Giờ nghĩ thôi giờ đám cưới mà giờ đầu năm đám cưới. Mà giờ cưới xong biết có bầu liền không? Thôi giờ để luôn, năm trước để luôn. Nếu dính trước thì năm sau kịp là tuổi Sửu luôn. Rồi để có bầu dính cưới luôn. Cưới luôn. Chơi tốc độ thần trưởng luôn. Như là ở trên á, người ta chỉ thẳng rồi, người ta dập thẳng luôn rồi. Ủa nhưng mà trước đó là hai đứa có đi coi bói, coi thầy, coi cô gì không? Dạ, chắc có. Dắt chị coi bói. Dạ, nhưng mà có. Là người ta nói coi như là thầy bói đó có hợp tuổi không? Dạ, cái cô đó chỉ nói gì nè, bây giờ là bất chấp tất cả đi, bất chấp tất cả hả, cứ để em bé đi, tại vì rất là tốt luôn. Nên bây giờ có nếu mà bị ai nói thì cũng không quan trọng đâu. Cô đó nói gì đó. Thì nãy mới nói là cái gì làm cũng hợp với tuổi dần với tuổi gì tuổi dậu với tuổi Sửu đúng không? Là em bé là con trai hay con gái? Dạ bé trai. Nhưng mà là hai đứa là bằng tuổi nhau hả? Dạ 93 tuổi. Ok, nhiều quá ngon lành. Nhưng mà vậy là mấy năm rồi ta? Hai đứa gặp nhau lúc dịch năm 2019. 2019 là 4 năm rồi. Dạ. 4 năm. Nhưng mà 4 năm. Ngưng hết năm. Ngưng hết 5 năm dịch. Đúng đó không? Là 3 năm. Ôi trời ơi. Dạ. Rồi cưới được mấy năm? Dạ 2 năm rồi. Cưới được 2 năm rồi em. Dạ. Rồi có nghĩa là 1 năm dịch. Rồi một năm là cũng như gần cuối năm là biết nhau, quen nhau rồi cầu hôn luôn đó. Rồi giờ để em hỏi cái này cái nghĩa là coi như là cái tình yêu nó nhanh quá, nó chóng bánh quá. Dạ. Vậy dạ. Thì bây giờ và thậm chí là trong 4 ngày thôi là bắt đầu là lũi vô khách sạn luôn rồi. Dạ. Không biết là cái lúc mà ổng cầu hôn em á, ổng cầu hôn em á, ổng làm sơ sài hay là ổng có tổ chức, ổng có tạo rần sự rần bất ngờ. Á, dạ bất ngờ lắm anh. Với lại nhớ hoài cái câu mà lúc mới quen mà anh nói trời, giống như là lúc mà đã hai đứa đã đi khách sạn rồi đó, là của nhau rồi, đã là của nhau rồi, xong rồi các em kêu ảnh về ở với em chung luôn đi, xong rồi đi về ổng ở với em, các em đi học, em đi học xong cái ở nhà ổng quét nhà, ổng lau nhà, cái nhỏ em của em xuống thấy sao anh này giỏi quá vậy, cái nói trời ơi anh hai ơi, chị hai ơi, anh Thành được lắm, anh Thành giỏi, thì kêu anh Thành quét nhà lắm. Cái em mới nhắn tin nói sao anh không để cho em, chú em về em dọn dẹp cho. Cái anh mới nói là hả, anh đã sạch quen rồi, thay dơ anh chịu không nổi.
em tạo nét. Cái câu đó xong cái em nghe nó trời ơi, sao tự nhiên giới được này cũng ok này nọ, xong là từ lúc đó về sau mà là cỡ tháng sau là về dọn qua chung cư ở cho nó rộng á, cho nó rộng á, thì là không bao giờ ở sạch nữa. Là ổng theo em. Là chỉ ở sạch là lúc đầu, lúc tuần đầu, tuần đầu thôi là bắt đầu chỉ chung ở, không bao giờ ở sạch nữa. Ý là giả dối. Dạ đúng rồi, là giả dối là tạo nét á, tạo nét quá trời nét luôn á. Cuối cùng là lòi á. Thôi để chút nữa cái phần sau kể. Ừ đó nha. Ủa nhưng mà lý do gì nhà không ở, đi qua ở nhà người ta? Là từ cái bữa thứ tư đó là ngày nào cũng gặp. Rồi bắt đầu cũng đi khách sạn suốt luôn, rồi buổi tối đó đi về cái thấy vợ em ngủ mình ngủ, rồi lũi nhà vợ em ngủ luôn. Ở đuổi không về luôn. Coi như là cuốn gói theo gái đó đúng không? Em lấy đồ dọn qua em ở luôn. Dọn dẹp nhà cửa luôn. Mà em ở dơ em là biến dọn già lắm. Tự nhiên ở nhà gái rồi tạo nét lên. Lấy mình đàn ông vô mình ở dơ nhà gái người ta kỳ quá. Rồi cũng quét dọn. Mà tánh em là biến em ở dơ lắm. Nó thẳng luôn là làm biến. Trời mình tạo nét được có bữa đó tới giờ luôn á. Rồi đúng rồi, coi như là mà bây giờ ta đang hỏi cái vụ mà dạ, cầu hôn à, đúng rồi, cầu hôn. Dạ, dạ. Ủa lạc đề luôn á. Dạ cầu hôn thì giống như là vô tình thôi. Nguyên đám bạn với lại em, hai đứa em của em là đi chơi, đi ra Phú Quốc chơi, là ở mướn cái villa đó là chơi. Xong rồi cái tới bữa cuối mình cũng không có biết là ông này là muốn cầu hôn hay gì nữa. Cái bữa cuối tự nhiên cái chiều đó, cái cỡ 3 giờ cái tự nhiên đòi thèm chè Thái quá. Mà tự nhiên trong thành phố không ăn, cái đi ra ngoài Phú Quốc đòi ăn chè Thái. Cái chở em đi vòng vòng để kiếm chè Thái, mà mình bực mình tham vui mà mình muốn chơi, mà tự nhiên đi kêu mình đi ăn chè Thái bực bội. Cái ngồi vừa ăn chè Thái mà vừa bấm điện thoại hoài cũng không nói chuyện với mình nữa, cái mình bực mình nói rồi mắc gì tự nhiên không ăn gì ăn chè Thái ông nội. Xong cái tức quá cái em nói thôi đi về đi ăn chơi, tại vì ở nhà mình nghỉ vui mà, tại nguyên đám bạn đang ở nhà đợi, là đi về là thấy là chuẩn bị hết rồi đó. Là kiếm cớ đi ra ngoài để ở nhà làm nè trang trí đó. Quá tự nhiên ông ăn chè Thái. Nhưng mà sao về thấy gì xuất hiện nè? Dạ về thấy đồng tả sơ sơ cái căn, giống như là trang trí hết cái căn villa đó là và từ trên dưới là bong bóng, rồi hồ bơi cũng bong bóng, xong rồi mấy bạn á là sắp xếp với em sắp xếp là đèn rồi nhạc rồi tùm lum hết trơn. Ổng đang hành động như thế nào? Dạ là quỳ xuống cầu vậy. Mà đó nói câu gì nhớ, nói là đồng ý làm vợ anh nha. Có trao nhẫn không? Dạ có. Trời ơi, cái nhẫn đó đâu? Dạ nhẫn đó. Trời ơi, hai chị em đồng thanh đồng thủ. Cái nhẫn để nhà. Dạ. Tại có cái cặp kia vui lắm, cái nhẫn cầu hôn á, bà vợ bà rửa tay rồi bà bỏ bỏ quên rồi bà để quên luôn, rồi bà mất luôn, bà giấu chồng bà giấu mỗi lần chồng hỏi dạ, làm bộ nó là cất ở đâu nhưng thực ra là chồng bà đã cất cái nhẫn đó từ đời nào rồi. Cái nãy hai chồng 6 tháng sau nhẫn ở đây nè, cưng lắm. Dạ vậy cũng giống anh này. Em dự tính cầu hôn á là nó trong vòng có nửa tiếng thôi. Đầu tiên là nói ba mẹ lên, đang đi Phú Quốc rồi tính ba mẹ lên để nói chuyện bắt đầu là nắm cưới hỏi nha. Nói thôi sẵn đây đẹp quá, bắt đầu nhắn tin hết, phân công bạn bè đi đó 8 người, người ăn mãn, đứa bơm bóng, đứa đi về đặt bánh kem, rồi đứa đi trang trí, rồi đứa tạo hiện trường giả, rồi đi thê lo, rồi giao người việc hết trơn, mà bạn bè nó xông xáo lắm. Em nhiệm vụ là dẫn vợ đi ngoài để đi dọn trong đó cho nó đẹp. Tại vừa về là mọi người cứ vô ập vô mà làm thôi. Hề nhất là em trà Thái. Tại vì cái gì em gán kéo thời gian, đi càng lâu càng tốt. Mà cứ đồ về hoài Nhưng mà hai đứa yêu nhau vậy rồi gia đình rồi suôn sẻ hết hả? Có cấm cản hay là có cái gì không? Dạ không, dạ, giống không. Như là tại vì hai đứa là tự lập á, giống như là lên thành phố ở rồi, anh cũng lên thành phố ở từ nhỏ luôn rồi. Nên không có gần gia đình nên cứ thoải mái là thôi. Tự lập luôn. Dạ. Lúc mà em quen vợ, lúc em làm cái gì? Lúc em đang làm cái gì? Dạ cũng làm công việc đó. Em làm công việc vận chuyển. À vậy đó hả? Rồi lúc em vợ làm cái gì cưng? Dạ lúc đó em cũng chuẩn bị bán quần áo này kia gì đó. Vậy là giống như hai đứa giống như cá gặp nước vậy đó. Dạ đúng rồi. Bởi vì ngồi nói chuyện nhập hàng sao, rồi nhập chưa vô đâu. Rồi xuất sao. Chưa, làm sao xuất nhập được. Thì đúng rồi, không bên này nhập vậy nè. Nó anh làm gì vậy? Ủa anh giờ đưa công chuyện anh là gì? Nhập khẩu. Đâu, anh lại giờ anh đi, anh chuyên chở đồ từ Trung Quốc về. Ôi dạ anh. Đúng rồi, em đang tính kinh doanh quần áo nè. Vậy là coi gì anh ấy. Đúng không? Trời đúng rồi luôn. Nói hoài nó không hết chuyện quá. Bởi vì em nghe là em chớp liền. Em nghe là em chớp liền. Chụp thời cơ liền. Cái này cũng ngon. Thấy cũng quen biết rộng. Ngon, mối này ngon à. Mối này ngon ha. Rồi, coi như là trai nè, rồi là chịu chi tiền đi ăn uống đồ ha. Bài bạc rồi cũng giỏi. Số cũng hơn. Không, từ lúc
từ bữa đó xong là thua luôn á, là mỗi lần mà về quê đánh bài nữa là không bao giờ ăn. Thì đó đỏ bà cứ như là đỏ tên ăn luôn tới bây giờ. Dạ đỏ luôn không? Ăn đúng một ngày gặp vợ em thôi. Đó đúng đó, đỏ dạ, đúng đó. Mà biết sao một cua nhỏ này tốn tiền không? Dạ. Một cua nhỏ này tốn tiền không? Đi hồi đó cũng không tối mấy đi ăn đi uống này nọ thôi. Tiền ăn uống không dạ. Thấy bữa nãy nó kể đó. Các bạn cũng ham ăn ham uống mà. Ăn quá trời ăn, ăn kêu đủ thứ rồi hết bò rồi tới ăn từ sáng tới chiều đó. Dạ. Đấy đứa hợp vậy đó, thích ăn uống thích đi du này nọ thành ra nó hợp rồi khủng khiếp luôn. Rồi sau khi lấy về có còn hợp nữa hay không? Dạ. Và cái việc sinh con ra tất cả mọi thứ nó có tốt đẹp hay không? Hay nó có gặp đỡ đần gì cho cưng không? Rồi nó có gặp những cái sự biến, gặp những cái sự cố gì nó xảy ra hay không? Gặp biến cố. Biến cố thì giống như là sự biến là cái gì? Giống như là cũng có nhiều biến cố, như là mình bị thay đổi á. Như là từ hồi mà hai đứa quen tới lúc mà hai đứa cưới luôn á, là không bao giờ mà có một cái tiếng nhỏ to gì hết trơn. Xong rồi bắt đầu từ cái lúc mà có em bé á, lúc mà sinh em bé thì bắt đầu hai đứa có cãi tại sao? Như là cũng có thể lúc đó em thay đổi, giống như là em suy nghĩ nhiều hơn á. Như mình phụ nữ mình có con rồi phải suy nghĩ nhiều hơn. Lúc đó em cũng biết là mình bị áp lực, là lúc đó đang dịch nữa. Đang dịch cứ ngày nào cũng nghe dịch chạy tới chạy lui, rất là sợ. Rồi gặp lúc đó là hoãn công việc lại hết, là không có làm gì hết. Không có làm gì hết là cắt đứt tiền bạc này kia của hai vợ chồng luôn, không làm gì hết, rồi về quê ở nữa. Ở chung với gia đình nữa nên có nhiều cái phức tạp á. Dạ, nên hai đứa cũng có gây qua gây lại. Giống như là đang tôi ăn tôi chơi mà có con, không quen. Nói chung là nó mới hết toàn bộ luôn. Rồi cái trong những, tại vì mình còn trẻ mà, rồi trong công việc nuôi con không quen, cứ người này chỉnh người kia mà không biết, không quen gần nhiều. Dạ, đúng rồi, cái bị trầm cảm vậy đó. Dạ, lúc đó em cũng có bị trầm cảm là vậy thôi. Rồi gây nhau, hỏi gây nhau dữ nhất là lúc mà cỡ sao? Cãi lộn rồi giận nhau hay là giống như là thôi tôi bồng con về má tôi ở hay này kia nọ, giống như hai đứa mà gây nhau mà nặng nhất là cỡ nào? Dạ thì đúng rồi, chắc cỡ đó luôn. Cỡ đó kiểu em ở nhà em, vợ em vợ, rồi xong cũng hai bữa lên xin lỗi rồi làm huề. Dạ kiểu như là nghĩ lại thì thôi cỡ con rồi mà cũng vậy. Vậy như em cũng lúc đó em cũng áp lực là muốn chồng mình phải cái như vậy, giống như mình nghĩ là ủa sao người ta được vậy mà chồng mình không được như vậy. Cái mình bị muốn được nhiều hơn như vậy, cái mình đặt cho anh áp lực quá. Nhưng mà vì lý do nào mà tụi em vượt qua được cái tình trạng đó? Chỉ đứa con, rồi vì tính tình hai đứa quá hợp nhau mà, rồi xong cố gắng. Đúng rồi. Cố gắng rồi cũng vượt qua được hết. Em cũng nghĩ là cái lúc mà hai đứa quen đó, nhưng mà mình nghĩ là sao mà lúc mà hai đứa chưa có con sao mà nó vui như vậy, sao mà mình nghĩ là tại sao giờ phải như vậy, sao không vui nữa. Cái em nghĩ lại thôi không có gì hết, cứ đừng có áp lực quá, nên em thôi kệ, sau này cảm muốn làm gì làm. Không quan trọng bây giờ là một đứa thôi đúng không? Đúng rồi. Mấy tuổi? Em bé 18 tháng mà. Em xin kể luôn là em đặt tên con em là tên Xì Dách luôn. Xì Dách đó kỷ niệm đó. Mà em đẻ đứa con gái chắc em đặt là Ngũ Linh, Nguyễn Thị Ngũ Linh quá. Sao vậy Ngũ Linh là sao? Ngũ Linh là thắng năm lá. Đúng rồi, năm lá 21 điểm. Rút năm lá 21 điểm, chưa tới 21 điểm. Còn hơn Xì Dách nữa. Giống như xí ngầu quá đó. Thì đó chị cũng có biết chơi bài đâu. Mà ăn, ta nói ăn thôi là ăn vậy đó. Bởi đẻ đứa con đầu tiên tên Xí Ngầu luôn. Không, Xí Ngầu dễ thương nghe, là kia tên Xì Dách. Xì Dách dữ à nha. Thì nó trai mà gặp con gái mà để tên Xì Dách nó kỳ lắm á. Mà con gái thôi Ngũ Linh cũng không nên. Em nói giỡn thôi, em nói giỡn chứ không có. Nó chơi. Xí Ngầu đi dễ thương ha. Lúc đầu đặt tên Xì Dách cái ở nhà nói cái gì mà giống thằng bài quá vậy, cái gì mà đặt tên gì con nghĩ ghê vậy. Mà giờ ai cũng kêu nó quen. Quen rồi, ai cũng thôi thương sao dễ thương mà. Rồi bây giờ đến cái phần này nó hấp dẫn nè. Nãy kể cho vợ kể cái phần mà coi như là ở với nhau rồi á. Dạ. Nhìn thấy ổng có bao nhiêu tật xấu lòi ra đó. Ở dơ đó, nãy bừa bộn đó nhớ không? Đang kể đó. Bây giờ còn không? Dạ cũng còn. Bây giờ tới phần khui tật xấu đó. Dạ cũng còn nha. Khui đi. Xong rồi còn quên tắm nữa. Mà đó giờ em nhỏ lớn em mới nghe một người mà sao quên tắm á. Em cứ hỏi hoài luôn. Tối nào cũng hỏi mà. Sao mà quên tắm ta? Là cứ, tình. Cứ nguyên ngày cứ là cứ xong cái đi ngủ, cái em nói rồi sao không đi tắm đi. Quên rồi. Xong rồi cái em mới kêu ra tắm đi, cái nói giờ tắm là trúng gió chết liền chứ không có cỡ nào cũng luôn. Trúng gió chết liền á. Rồi là xong rồi để tới sáng tắm.
mà không có lau mình luôn. Dạ không luôn, cứ vậy đó, cứ vậy là đi tắm là, vậy? Là nhưng mà biết là nằm xa em nha. Nằm xa em ra, ôm cứ ôm nằm xa em ra. Vậy đó, rồi bữa nào tắm thì sáp vô, còn bữa nào chưa tắm thì sáp ra. Mà bây giờ còn không? Còn luôn. Bây giờ nó thành một cái lệ rồi. Dạ. Có nghĩa là bữa nào anh tắm là chị vợ biết bữa đó là phải sáp vô. Dạ. Còn bữa nào mà nằm ôm một cái ôm ngoài là biết bữa đó chị chưa tắm. Rồi, chưa tắm. Dạ vậy đó. Nghĩa là đó là nhiều khi nó cũng là một cái ký hiệu nữa. Ký hiệu đó. Trời ơi, bạn chị đó. Bạn chị đó Vin. Bạn chị đó. Cái bữa nào tôi mặc đầm là anh biết là bữa đó là đó, anh phải làm nghĩa vụ quân sự đó. Trời, xong chồng nó kể vui lắm đó. Trời ơi, hồi hộp thấy bà nội luôn á. Bữa nào mà thấy bà đi cặp giò lên mà lửng lửng tới đây là thôi rồi xong. Là đó đêm đó. Mà có cái quần pha pha phấp phới đây là thấy khỏe rồi. Phải thật là em, tại em nghe công việc của em á, nghe điện thoại gì quá. Mà em cái tật em hay quên. Mà cái này em quên thiệt. Cứ nghe điện thoại xuống từ 9, 10 giờ đi, 11 giờ vẫn còn nghe. Nghe ghét rồi mệt quá, cứ lăn ra ngủ luôn. Nói công việc thì mà. công việc cứ nghe điện thoại thôi. Thôi nhưng mà dù sao đi nữa cái chuyện ở dơ vẫn là dơ. Dạ xong rồi còn còn hay hậu đậu mà còn đó, tiếp theo đó, bây giờ một cái là quên nè. Tắm ở dơ nè rồi tiếp theo cái gì còn tỏ vẻ nữa, ra vẻ. Dạ ra vẻ ra vẻ đó. Dạ đúng rồi, ra vẻ thể hiện, cái thể hiện giống như là giống như cái vụ mà đi lau nhà đó, nói chung là tại vì dạ đúng rồi, cũng mình thể hiện lắm quá. Giống như là giống như trong cuộc vui với mấy bạn hay là kia anh cũng thể hiện lắm. Giống như là bữa giống như kỳ em với ảnh đi ra vịnh Hạ Long chơi xong rồi thì nói là thôi sáng mai thì đi ra máy bay thì xuống khách sạn có taxi thì đón ra luôn, không để anh biết chỗ này có chuyến là chuyên gia xe chở rất là VIP chở từ khách sạn ra sân bay, xong cái anh cũng đặt thì mình cũng nghĩ ok rồi. Xong anh đặt cái rồi ngày mai người ta tới rồi hai đứa cứ lên xe ngủ thôi rồi rặng đi ra sân bay. Sân bay gì anh? Cắt lái hả? Sân bay Cát Bi. Cát Bi. Cát Bi. Sân bay Cát Bi Vân Đồn. Sân bay Cát Bi. Nó chở ra sân bay Cát Bi Hải Phòng mà. Nó chở ra Cát Bi Hải Phòng luôn. Trời ơi trời. Mất vé luôn. Người đặt vé lại. Ủa? Nhưng mà thực ra là sân bay Vân Đồn. Em ở Hạ Long thì đúng ra đặt sân bay Vân Đồn. Mình về Sài Gòn. Chết cha rồi, em đặt người ta sân bay Cát Bi hả? Dạ. Đặt lộn, thằng đó nó chở ra Cát Bi. Cái nó anh ơi tới sân bay Vân Đồn chưa? Tài xế của em nhìn gì? Nó hết hồn luôn, nó không ngờ em luôn. Ủa? Cái này sân bay Cát Bi mà anh. Trời ơi, em đặt sân bay Vân Đồn, đâu có. Anh đặt sân bay Cát Bi mà trời ơi chết mẹ rồi, bỏ vé luôn. Có nghĩa là ổng đọc lộn đúng không? Dạ đúng rồi, lộn. Xong rồi cái em tức quá, cái em mới nói là ủa rồi anh kiếm này ở đâu vậy để nói chuyện với người ta. Cái nói anh sợ tin Google á. Trời ơi là tưởng đâu mình tưởng đâu là ổng biết rồi, ổng rành rồi, ai về là ổng sạch tin Google là ổng nhấn vô là hả chuyên gia chở đi tuyến máy bay tuyến sân bay mà vậy không đó. Coi cái địa phương dạ không coi em quên. Trời ơi bó tay luôn. Em hỏi anh ơi tới sân bay Vân Đồn nó quay hết hộn em rồi tuột máu luôn, xong rồi mất cái vé máu luôn. Cái này là mới mốt mà chị Thúy Nga về á là giới thiệu với đây. Chị Thúy em trai dạ. Chị Thúy Nga đúng rồi đó, đúng em kể cho nghe, có nghĩa là ngày hôm đó là đi diễn với Sa Đéc cho Lê Tứ, thế đâu có hai chị em đi tung tăng chạy lên cái đầu cái tới cầu Mỹ Thuận rồi dạ. Là tới Sa Đéc là sát dạ. Bên anh mà bà vừa gọi điện thoại thì mở lo lên thì em nghe tiếng gà gáy mà chị biểu ví dụ như 6 giờ tối hay là 6:30 tối á thì bấm điện thoại lên thì phải nghe âm thanh cái loa phát này dạ. Nghe gà gáy nghe không phải gà gáy, nghe chó sủa nghe chó sủa luôn sao kỳ ta. Cái đầu gọi ô Tứ ơi Nga với Quốc Thuận đã tới cầu Mỹ Thuận rồi nè. Cái Tứ nói ủa sao chị xuống sớm vậy, ủa sao vậy, dạ show mình tháng sau lận chị. Trời ơi lộn là lộn con tháng dạ, trời ơi. Dạ anh này cũng quá nhiều, giống như gọi là chân mệnh thiên tử á. Người ta bạn, của em bạn mấy lắm. Mấy mà mấy đứa bạn ở dưới quê à, gọi là chân mệnh thiên tử á, là độc nhất vô nhị luôn là ổng đó. Chuyên gia luôn. Rồi bây giờ là da dẻ vậy là đúng rồi đó. Dạ, là da dẻ còn gì nữa hay... còn mới đây nữa cũng da dẻ lắm. Anh đi chở em qua Trà Vinh là đi coi cái xưởng của em, xong cái gặp công an, mình thấy công an trước rồi cái mình sợ nữa. Ủa anh có đem giấy tờ đầy đủ không? Trời ơi em yên tâm, anh đi hoài anh đem giấy tờ đầy đủ lắm. Xong cái công an tấp vô cái cũng tấp vô luôn, ok rồi, tại ông này thấy ok rồi. Vô cái công an mới hỏi là giấy tờ đâu, cái đem ra cái bằng lái 4 bánh, không có bằng lái 2 bánh. Ủa sao tự nhiên bị tráo đổi rồi anh ơi. Cái nói với anh công an vậy đó, xong rồi cái ông công an hả dắt chiếc xe chở về luôn, chở về đồn luôn. Mà em nói có bi đát khủng khiếp luôn. Bằng lái 2 bánh không đem, bằng lái 2 bánh để Sài Gòn. 11 ngày đêm đi tới địa phận Bến Tre bị bắt. Rồi sao? Đi Trà Vinh mà, cẩu xe về. Đi taxi Bến Tre vô trung tâm thành phố, thì mấy trăm ngàn ngủ một đêm. Qua bữa hôm sau lấy xe, mà chị em hi hữu thiệt. Mà số bị xui hay sao? Đi vô để mình đã phạt không ăn lái luôn, chịu gửi để lấy xe về, vô nào phạt.
hệ thống toàn quốc lỗi, thứ hai lấy bà trời ơi trời quốc thêm 3 ngày nữa. Em nói mà cái tiền xe mà cái tiền mà ở khách sạn thì xe đi lại chắc hơn mấy triệu bạc hơn tiền nào phạt nữa. Mà nó xui cái kiểu mà từ đó giờ không có bị lỗi, ngay bữa em vô bị lỗi luôn, lỗi thứ sáu. Hệ thống toàn quốc lỗi rồi em bơi thứ hai rồi em vô. Ông giống như là cái cuộc đi nào mà ông này là có ông này là bị xui vậy. Mà nó xui ông ghê này lắm xui chị. Dữ lắm, số ông này xui dữ. Mà đó chỉ là một trong số ít chuyện thôi đúng không? Dạ, còn nhiều lắm. Là 100 tỷ luôn. Thôi bây giờ coi như mình lớn quá đi em. Bây giờ mong muốn đi. Bây giờ mong muốn đi. Nó bây giờ còn khui nữa không? Khui nữa không? Thôi tội nó. Bây giờ chỉ mong muốn chồng thay đổi cái gì? Dạ. Thay đổi là bớt kiểu như là bớt thể hiện đó, giống như là bớt da dẻ đúng không? Dạ, giống như mỗi lần mà đi, chuẩn bị sẽ có cuộc vui là đi chơi với hội bạn á, rồi bắt đầu em đã dặn ở nhà rồi. Anh cứ giờ anh cứ người ta nói A, anh cứ nói A, người ta đi B, anh cứ đi B đi, anh khỏi ra dẻ, anh khỏi thể hiện gì chứ. Rồi là bớt da dẻ. Dạ đúng rồi. Người ta kêu đi đâu thì đi đó đi, anh đừng có bài nữa. Đó, rồi giờ bắt tới cưng đó. Giờ tới cưng đi, nãy giờ nó nói cưng quá trời đó, cưng nói lại nó đi. Nghĩa là mong muốn thay đổi là bớt da dẻ đúng không? Dạ đúng rồi, với lại bây giờ tới em đó. Bớt ở dơ. Bớt ở dơ nữa. Vợ em á, vợ em thì kiểu mà vợ em á, tật xấu vợ em thì không có tật xấu gì mà hay lớn tiếng em thôi. Hay lớn tiếng em gặp nghe công việc em tép. Em bị stress đúng không? Công việc cứ lớn tiếng rồi em ghen tép thì bực em chửi là mà hai vợ chồng nóng tánh nữa. Trời ơi chửi lộn tao nói binh thiên nhà cửa luôn. Chửi mà còn hơn sân khấu nữa mà. Gì đó hả? Trời ơi thấy ghê lắm. Rồi sao? Rồi xong thì cứ cãi lộn vậy đó. Cứ em bị tép rồi giờ lớn tiếng cứ tật xấu thì lớn tiếng em thôi. Có nghĩa là mà giờ không là có nói có gì lớn gì tiếng mà nói nhiều không? Càm nói nhiều ràm, nói càm nhiều ràm, ràm. Lớn tiếng mà còn càm ràm vậy có càm không? Càm ràm với em. Nghĩa là càm ràm mà trong cái lớn tiếng. Trong cái lớn tiếng đó. Càm ràm. Trời đất ơi, tôi nói cho ông biết, tôi nói thiệt với ông đó luôn. Quen cái gì rồi. Đó, còn càm ràm mà xù xìu mít á là còn mệt nữa. Mà em thấy cũng vui. Em thấy cũng vui nhưng mà đôi lúc em bị tép công việc á, em thấy là bực nhưng mà thường ngày vẫn vậy là vui. Thì vợ càm ràm em giỡn lại, em giỡn nhiều. Đó còn gì nữa nè, càm ràm rồi. Vợ em thôi, tật xấu thôi. Em thì tật xấu, vợ em thì không có tật vậy xấu. Vậy thôi đúng không? Giờ mong muốn là chắc hết càm ràm đúng không? Đúng rồi. Mong muốn thì vợ em cũng có càm gà nhưng mà ít ít lại. Để càm gà nó vui, không có nó buồn. Thì một ngày mày không nghe vợ chửi, chịu không nổi. Ít ít lại cho nó vui nhà đúng không? Cho nó có không khí, cho có hương vị. Nói nghe nè, mình càm ràm tại vì những em càm ràm những lúc mà tại nó da dẻ đó phải không? Dạ đúng rồi. Da dẻ rồi hư bột, hư đường đó. Em. Rồi vậy thôi á. Rồi em càm ràm cái lúc á mà nó quên tắm hoài phải không? Dạ đúng rồi, em nói đúng không? Đó muốn nó bớt á thì bỏ mấy cái tật đó đi. Trời ơi. Thôi cặp vợ chồng này quá vui và thậm chí là chia sẻ những câu chuyện nó rất là tích cực. Anh chỉ mong rằng là hai vợ chồng cứ tiếp tục. Đó. Và thậm chí là coi cái thời gian nào đẹp đẹp đó thì thuận tiện đó lại thêm đứa nữa. Mới 18 tháng rồi đó. Em không sao đâu, được. Em bé mới 18 tháng. Lẹ mình nuôi cũng lúc đi để cho nó khỏe sau này. Dạ. Đó. Nghe. Nên nôn. Dạ. Rồi, cảm ơn. Dạ. Nôn không? Dạ nôn. Nôn kìa, nôn kìa. Nôn kìa. Ừ. Ngứa mỏ quá. Chúc con gái nghe. Nghe. Rồi, chúc nghe. Cho hai vợ chồng của hai đứa nghe. Trong năm nay bác sĩ sẽ báo tin vui. Dạ. 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 Qua năm sau sẽ chào đón một thành viên tuyệt vời. Đó có thể là một cô gái hoặc cũng có thể là một cặp sinh đôi. Dạ. Trời ơi, em đang nghiền lắm rồi. Con cọp lắm rồi. Con cọp vàng à. Đâu có cọp rồi. Bảy cọp. Con rồng vàng. Ừ, rồng. Xin lỗi. Dạ. Một cặp rồng vàng luôn. Trời ơi, ngon lành luôn. Rồi xin chào em.